Mình xin chào nha nhé. Ngày mới cũng xin chúc cho toàn thể quý ông bà, cô dì, chú bác, bạn bè hàng xa đang xem video của mình ngày mới thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, gia đình hạnh phúc và luôn thành công trong mọi công việc nhé. Ngày mới cũng xin chúc cho toàn thể anh em đồng nghiệp đi xem em trên mọi miền Tổ quốc xem thật nhiều em nhé. Hôm nay mình tiếp tục hành trình đi lấy mật ong anh chị bác ơi. Mình sẽ review nha, xem tổ ong này. Đó, chỗ đen đen anh chị bác ơi. Mình đi xin ông mình ghi hình lại nha, xem giải trí cho vui, cho mình làm YouTube cho vui, cho kênh YouTube mình ít đời sức lắm anh chị em bác ơi. Nẹt là làm video nẹt YouTube ít đời sức, nào quá cũng ít muốn ra video. Đây mình cây cây này, ông là đóng dưới đây nè anh chị bác ơi, để mình xuống dưới mình sẽ review nha, xem cái cây dưới đây này, cây khá cao này, nha đồng hành video của mình nhé. Bây giờ cái đó mình sẽ leo lên nhé nha. Coi đây có tổ ong kẹt lá nữa, mình phải lấy đồ bảo hộ mình mệt, mình leo lên luôn chị bác ơi. Đồng dây không khá bước nữa. Chờ nha, đồng hành video của mình nhé. Nên mình lên tới tổ ong rồi chị bác ơi. Ô, khá to luôn. Ô, khá to là mới thử hàng cái xiên. Thử hàng luôn. Còn mặt khá là đẹp, mình dựng đó. Còn mặt khá to luôn. Còn mặt khá đẹp luôn. Khá đẹp luôn. Để tao đứa mình lên mình lấy mật anh chị ra ép thôi. Mình còn đứng ở dưới. Bây giờ phải đâu mình kết lấy mật ong anh chị bác ơi. Chỗ này về có 3 tổ. Tổ này nó có em một cái lá ở dưới mình, ngay mình mới lấy. Nhiều không? Đấy, giờ còn bao mật không chị bác ơi? Bây giờ đâu mình lấy mật. Bỏ mặt khá đẹp luôn. Chia làm 2. Bỏ mặt phải chia làm 2. Lấy làm 2 lần. Lấy cho mọi người chèm bắt thôi. Bỏ mặt khá đẹp luôn. Bỏ mặt còn đây luôn. Bỏ khá đẹp luôn. Ok, lượng video tối nay tạm dừng nhé nha. Để có tô khác sẽ bên lại nha. Cho mấy cái vui tiếp nhé. Xin chào nha nhé, mình sẽ review nha, xem tổ ong thứ 200 ngày nhé cả nhà. Đó, mình quay camera lại ghi hình lại nha, xem này chứ cho vui nhé. Đây, tổ ong thứ 200 ngày đang chuyển bác ơi. Tổ khá là to luôn, nhìn thấy bao mặt nó phình khá đẹp luôn, nó phì lên khá đẹp luôn anh chị em cô bác. Đó, khá đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ tạo khối lên trên phục tổ ong này nhé, cả nhà đồng hành video của mình nhé. Đây, mình đã lên khối rồi cả nhà ơi. Mình đã lên khối rồi, cho mình lại leo lên cái cây đây. Để có đây lên mình chinh phục của ông rồi nhé. Nha đồng hành video của mình nhé. Cũng khá là cao luôn. Giờ cho mình lên. Giờ đâu lên anh chị em bác ơi. Coi hình to. Điều khá to luôn.
khá là cao. Cầm bị khối này dính do dữ quá. Đây phú lên. Bớt chân luôn. Mình đã lên tới tổ ong rồi anh chị em bác ơi. Tổ khá là to luôn. Chưa cui hàng được nha xem. Tổ này nãy mình lấy mật, tổ kia nó hung dữ quá. Mình lên tiếp. Tới tổ ong rồi anh chị em bác ơi. Đang bung ra rồi. Bộ mặt khá đẹp luôn này. Bánh đồng khá đẹp. Đấy, về phía này nha xem này. Bộ mặt khá phơ luôn. Tổ khá là to. Tổ khá là to luôn anh chị bác ơi. Khá đẹp luôn. Giờ mới đâu mình kết lấy mật. Bây giờ đâu mình kết lấy mật ong. Mình sẽ bỏ phân ho. Nhanh nhanh nhỏ hơi khó kết. Bây giờ còn bao mật không chị bác ơi, giờ đó mình lấy mật. Đây, mình đã lấy được nhiêu mật anh chị và bác ơi. Khá đẹp mà. Bánh nhọn mình còn đỡ lại nè. Và thời lượng video tổ này tạm dừng nhé nha. Đi có tổ khác sẽ ghi lại nha. Xem nhé chứ vui tiếp nhé. Mình xin chào nha nhé. Mình sẽ review nha. Xem tổ vô ong mật đất nhé. Còn gọi là tổ vô ong hốc đá. Này hàng ở chỗ đây nè anh chị bác ơi. Để đỡ mình sẽ gỡ đá ra. Mình xem thử có mật không anh chị bác. Đây tổ ong nè. Đi đá này. Wow, siêu phẩm rồi. Siêu phẩm rồi anh chị em bác ơi. Wow, cha cha. 1 tầng, 2 tầng, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tầng, 12 tầng anh chị em bác ơi. Siêu phẩm rồi. Wow, cái này nhìn thấy mặt này. 12 tầng, khiếp luôn. Wow, quá đã luôn. 12 tầng luôn anh chị em bác ơi. Rất hấp dẫn luôn. Hai tầng. Ok luôn.